Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với mình. Hôm nay mình sẽ cho cá ăn, tiết mục cho cá ăn. Không biết gì, quay gì á. Cho ăn timi sinh khối. Đấy, chút xíu được rồi, ăn nhiều quá thì nó sinh khối. Chút xíu được rồi. Cái này coi sọt. Còn cái này tiger. Còn cái này nước trắng đấy, cái này là giống của mình, giống cùi bắp của mình đấy. Còn cái này là coi red e đấy. Tiếp tục móc chút xíu, tại sao coi coi sọt để mắc như vậy? Mình thường cho nó ăn cái này nên giá tiền nó hơi mắc hơn mấy con như là con red bullgon. Ở đây là coi short body của mình đấy, vô vô ăn rồi ao không quá đã luôn. Trời, đã coi short body đấy. Từ 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 đấy, góc này đẹp à. Coi sọc con này là bắt đầu đó là mình sẽ bán 150 ngàn một cặp nha mấy bạn. Đấy, mình đang ép trống. Đấy. Tiếp tục. Coi sọc body không đầu. Coi sọc body không đầu trời ở đây. Ôi. Đấy, mình cứ cho bạn xem đấy. Đây là trống nè. Đây là mái nè. Mình lăn sale cái bầy này nha, rất rẻ đấy. Có đầu á, ở đây nè, ở đây có đầu á. Ở đây có đầu là sale khoảng 100. 100 có đầu nha. Không đầu thì mình sell 80 một cặp. Đấy. Đấy, có đầu không đầu có đây. Có khoảng 1 2 3 3 con có đầu. 100 nhá. 3 con có đầu nha, 100, 100, 100 cả. Tại vì bắn mắc thì nó cho nó ăn mấy cái này xịn sò nó mới mắc thôi, chứ ăn bo bo thì nó sẽ rẻ hơn. Ấy để mới mập chứ. Còn ở đây là trống của nó. Trống này. Sale hai thùng này thôi nha. Nếu không chơi giá cũ, giá cũ của nó là khoảng 100 một cặp có đầu đấy. Thế này không đầu là 100 ít 80k một cặp. Không đầu. Còn 100k chỉ có 3 cặp thôi nha, 3 cặp có đầu nha. Nhanh tay nha bạn. Thôi. Ăn nhanh vậy. Đấy, thêm một tí nữa cho mấy con cái đấy nó dành ăn nha. Trời má. Thằng mập mẹ nhìn ăn ghê thiệt. Đấy. Ra đây ăn thêm một tí nữa. Hết chưa? Ủa, ăn hết rồi đó. Ăn thêm một tí nữa cho nó mập thêm một tí đấy. Xuống ở đây 150 một cặp, bên kia là thùng sale nó rẻ hơn nhiều đấy. Tiếp tục cho lại bên đây là mấy con giống của mình nè, giống cua bắp của mình. Ở trước mua con mắc lắm đấy. Đấy, thêm cho nó ăn thêm một tí nữa. Đây. Bên này cũng vậy. Còn đây là King Cup 3. Bán hết rồi. Còn mấy con còn con trống ở đây nè. Ở đây tặng trống không. Đây. Rồi, tiếp tục mình sẽ cho ăn bo bo. Bo bo cho mấy con cái của nó.
từ về đây nghe ông. Ở đây là coi sổ, coi sổ đất e nhưng mà hết rồi, còn mấy con năng quang ở đây ấy, mấy con bơm ấy, một mát nữa rồi. Còn ở đây là coi tay, coi sọ đen, tay bơi con của nó thôi. Trả năng thì con nhỏ thì trả năng bo bo không thì con có lên đầu rồi. Ui ui shit, trời nhiều quá. Ui rồi, ok. Và bài tiếp theo, bài này gọi là bài không ngựa, không cá. Ê, cái này là bài full red. Full red, mình nuôi nó cũng lâu lắm rồi, khoảng tháng ta, khoảng 3 tháng mà bị mấy cái bèo nhỏ nhỏ nó che hết rồi. Cực kỳ lừng sẵn tốt. Còn đây là gì, quên bà nó ơi, bên tên gì đây? Bà này bà gì ta, anh em ơi ăn cơm. Gì yellow mi, quên bà nó ơi, cái bên tên này đấy. Ở đây là người cũng lâu đúng rồi, 4 tháng mấy rồi. Hôm nay mình chỉ chăm nước thôi, không có thay nước. Đây bên tên này, để cho nó ăn. Rồi từ từ nha, thả cái này xuống để cho mấy thằng coi được, cho nó ăn. Đấy, con nhiều con không? Đó, bu vô ăn. Rồi không? Đấy, xong xong một thùng nữa rồi, rất lớn vậy. Còn ở đây là bèo với ốc, còn có coi tay rõ rét nè. Mà dấu đâu hết rồi, không biết. Gõ cho nó giặt thôi. Ăn cơm má ơi, ăn cơm má ơi. Nghe không, già lắm. Một con, hai con. Đấy, nước hơi đục. Mẹ thì không có đầu tre nên nó nước hơi đục tí. Nhưng mà cá vẫn khỏe nha. Cái này không có bán đâu, cái này con nào không có bán. Còn ở đây là Dumbo. Sáu gia đình đó, phải sáu gia đình. Dumbo này nuôi chơi thôi, tại Dumbo nó lên như rồng đỏ luôn á, không hiểu luôn á, thì cũng bó tay tương gì mua Dumbo xuống nó đẻ ra rồng đỏ. Bò cái đuôi nó phải đỏ chứ vậy, biến thành đồng đỏ luôn, chả hiểu. Hiểu đúng bò nói ăn mái có ba còn trống thì nhiều. Đấy, xong tiếp tục. Còn ở đây để gì? Đấy chính là full red, full red. Không, để trên ngoài, để ngoài trời này không có gì che, mà cũng sống khỏe, lên màu khỏe,
không cần sủi oxy vẫn khỏe. Ăn bo bo vẫn khỏe. Mình đâu có thay nước đâu, một tháng thì chăm nước thôi. Mùa này mà thay nước nhiều quá cá chết. Ở đây là phun gòn cũng là phun gòn hồi trước của mình, vẫn chưa có hai mùa thôi mình nuôi chơi luôn. Phun gòn dạo này nó hại giá ghê quá. Phun gòn đây, mình xin nhắc lại là mình đang sell cái thùng coi sọt body với giá cái có đầu đó là 100, không đầu đó là 80, đúng không? 80 size 3 tháng nha mấy bạn. Đấy. Đấy. Xong chưa ta? Vẫn chưa ăn xong nhá. Qua lại bên này. Mấy ba ơi, ra đây cho khách coi ơi. Ấy nhiều con không? À, có ốc tảo nè. Nó bị đục đi nhưng mà cũng được. Mình nuôi ngoài trời phải cần có bèo, không thì ánh nắng cho nó chiếu vào chết cá hết. Thành cá chín phải thành cá sống. À, coi đây là quên ta này. À, coi đỏ đấy. Đấy. Rồi, mình cho bạn xem lại. À, đây là chính là coi sọt body, là ba mẹ của nó là con này nha. Đây, nó để vào một đống vậy và tôi nuôi nó. Đây, đây body ăn. Ôi đã nha, đã nha. Đấy, ở đây là coi sọt, ý coi lỏ động, coi lỏ nhưng mà còn mấy con à, không nắm như bằng bên này rồi đóng luôn. Giờ thấy lạ thì lấy trong cùng đó. Cái này phải che lại, không thì nó nắng quá nó cá chết, không có bèo nên vậy. Đây, thế là mình đã xong quá trình cho ăn cho cá. Các bạn thấy hay thì cho em một like, không hay thì đừng có điệp like em nha. Cảm ơn. Nhớ subscribe giùm mình nhé. Bye bye. See you cả lên.